gan làm cái gì mà to thế? Đưa đây xem nào. Cái này là cái gì đây? Thôi. Còi này thổi to như còi ô tô ấy. Chưa phải trả tài. Em mua ở hội đấy. Cái này thực sự là mua ở hội à? Đúng rồi. Thế cái này nó là cái gì đây nhỉ? Cái chuột ô tô. Cái chuột ô tô là cái gì? Đi vào đây anh thử mở ra xem nào. Em mua bán thế nào ạ? Mới mua được cái kèn này này, thổi to ơi là to thật với cả mình thế này. Hóa ra là em Cam Cam, cái kèn này mua ở đâu mà to thế? Em Cam bảo mua ở hội đấy, xong còn mua được cả cái hộp gì to đùng thế này. Tớ vang bảo ra, ui, xem mở xem này, nó là cái gì? Có một cái ô tô container to và rất nhiều những xe. Những cái xe tí hon á? Đúng rồi. Thế xe này là xe chở ô tô à? Để tớ thử mở ra đã. Em Cam á, lần này chứ chơi mưa rơi nhỉ, mua hẳn cái ô tô to đùng luôn. À hội, người ta có bán nhiều đồ chơi không hả Cam? Nhiều lắm anh ạ. Ui. Wow, một phong ô tô, rất nhiều cái ô tô con luôn. Ui. Nhìn này cứ như là cái ô tô chở hàng ấy cô ạ. Thì đúng rồi. Cái gì đấy? Cái này là hình dán sticker cô ơi. À, hình như là để dán được ô tô này. Đây này, để lên đây cô ơi. Hình như là cắn cái đúng không? Cái xe này nhìn lạ quá cô ơi. Xe này là chuyên chở những cái xe ô tô con bên trong đây này. Thế nhưng mà tớ chưa biết sử dụng cái xe này như thế nào cơ. Mở cái xe ra như thế nào nhỉ? Xe này nó có cót tự đi được cậu ơi. Wow, chạy bon bon chứ. Tớ xem nào, lấy mấy xem có mấy cái ô tô con này này. Cam đếm cho anh xem có tất cả là mấy cái ô tô con nào. Rồi, anh Cam lớp học đếm rồi, thử đếm đi xem có đúng không. Đấy, anh nhìn xem ra nhá, để kiểm tra xem em Cam có biết đếm không nhá. Rồi, em Cam đếm đi. Thế là còn mấy cái ô tô? Còn 8. Còn 8 cái ô tô luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ô, nhưng mà có tận 16 chỗ đỗ ô tô cơ. What? Thế cái này mở ra thế nào nhỉ? Hình như là đây nó có cái nút vặn này cậu ơi. Nút vặn đây á? Không phải rồi. Nút vào ở trong đi. Đây á, nút được như thế này á. Nhưng mà có đút vừa đâu, à đút vừa nhưng mà ai lại làm như thế này? Hình như là nó mở được ra các cậu ạ. Bình thường ấy, những cái ô tô này muốn leo lên xe này ấy, thì nó phải có một cái cầu trượt cơ. Chứ ai tự đi lên chứ đúng làm không? Gì có cái máy nào mà lại cầm được ô tô xong nhét vào đây được. Không phải đâu. Em ấy cho á, ấy như nào? Ôi giời ơi, em Cam mà để như thế này á thì cái ô tô này nó đi nó làm rơi hết. Đấy, không làm được đâu. Anh thấy trên đây nó có một cái lẫy này. Ấn xuống. Nó có tác dụng gì không? 5 minutes later. À, ở phía sau này nó mở được ra này. Ui. Gỡ được hết ra. Cậu ơi. Ui. Xe gì mà lại dài như thế này? Hả? Ôi giời ơi. Dài còn hơn cả người tớ, hơn cả người em Cam luôn. Wow, nhìn như một đường băng luôn. Đây à. Đây rồi. Ui, dài gấp đôi lần em luôn. Nằm ra để đo xem là cái ô tô hay là em Cam dài hơn à? Đây này, tớ nghĩ là các cái xe nó sẽ bắt đầu đi lên cái dốc này này cậu ơi. À. Đấy. Đi thế này thì mở cửa này ra để cho xe này đi vào đây. Tiến về đây này. Đi. Nào, ra đây chơi đi Cam ơi. Đây chính là một chiếc xe container có thể biến hình thành một cái đường băng. Đây này, bây giờ mình còn một kiểu chân khác nha. Đó là mình đặt cái xe vào cái đầu này. Ở trên đây nó có một cái nút ấn này. Yeah. Wow. Rồi. Một chiếc xe container có thể lắp ráp thành một đường đua siêu dài. Đây. Em Cam, đố em Cam biết là cái xe này nó sẽ chạy tới đâu nhá. Cam ra chuẩn bị đuổi theo nó nha. Ôi, xe này chạy yếu quá. Cho xe đỏ lên này. Xe đỏ này xem có chạy được mạnh hay không nhá. Xe đỏ chạy nhanh quá. Rồi, em Cam cho vào sau ấn đi. Em Cam phải cho nó sát vào phía cuối này này. Đây, từ từ để anh cho sát vào phía cuối này, ấn. Ui, mạnh quá. Ui, xa nhỉ. Xe này sẽ yếu hơn rồi. Bây giờ tớ chơi trò này là trò xe đua mạo hiểm thế này. Mình sẽ không để đường phẳng nữa. Mình sẽ cho cái đường này. Đường đua sẽ gồ ghề hơn. Đúng rồi, đường đua này sẽ gồ ghề hơn, sẽ dốc lên như này. Và cái xe để anh. Em Cam không thể chơi được trò này đâu. Boom. Các
cậu ơi, bây giờ có 8 chiếc ô tô. Tớ nghĩ ra một trò này cực kỳ hay mà thú vị luôn. Đó là chúng mình sẽ thi xem ô tô của ai chạy về đích nhanh nhất. Mỗi người hãy chọn cho mình 2 chiếc ô tô yêu thích đi. Em Cam chọn đi, chọn màu nào? Em Cam thích 2 ô tô màu xanh đấy cậu ơi. Còn cậu, hãy chọn cho mình 1 chiếc ô tô, 2 chiếc ô tô đi. Còn tớ, tớ sẽ chọn chiếc ô tô nào mà nó mỏng nhất thì chiếc ô tô đấy sẽ chạy được dễ nhất. Chứ nếu mà cao cao như cái chiếc vàng vàng này á thì không chạy được đến đích đâu. Chiếc này mỏng nhất này, 4 chiếc này trông như nhau à? Thế thì tớ sẽ chọn chiếc màu trắng này. Tớ chọn được 2 cái rồi, đến lượt cậu chọn đi. Tớ sẽ chọn cái xe nào có mui trần. À, đây có 3 chiếc xe mui trần đây này. 1 chiếc xe màu đỏ, 1 chiếc xe màu tím và 1 chiếc xe màu xanh dương. Tớ sẽ lấy chiếc xe màu đỏ và chiếc xe màu xanh dương. 2 chiếc xe này. Bây giờ lượt thi đấu đầu tiên sẽ là anh và em Cam. Bây giờ anh sẽ cho chiếc xe màu cam này lên trước này. Đây. Em Cam cho chiếc xe nào? Em Cam cho chiếc xe nào nào? Đây em Cam để vào đây. Đấy. Đây, rồi. Cân rồi. Chiếc xe đang ở vạch xuất phát. Nè, bỏ đây ra nào. Đây. Đây để hẳn đến đây đi. Bây giờ đếm 1 2 3 thì cả hai anh em cùng đúng nha. 1 2 What the hell? Em Cam chơi ăn gian, vừa mới đến bên 2 mà cái xe của em Cam đã chạy về đích rồi kìa. Ai ố thì mà. Thôi được rồi, coi như anh chấp đấy. Này thì về đích nè. Của bạn nhìn thua xe của em Cam rồi. Ha ha. Là thì chắc anh em này ăn thua rồi nhé. Bây giờ đến lượt chị. Lần này chị sẽ xuất chiếc xe màu đỏ này của chị ra. Màu đỏ là màu may mắn đấy. Chắc chắn chiếc xe này của chị sẽ giành chiến thắng. Ha ha. Từ từ đã. Em Cam không được ăn gian như thế. Bây giờ lần này anh sẽ đếm. Nếu như ai mà phi trước thì người đấy sẽ bị thua. Các cậu ơi, lại đây mà xem này. Cho đua xe kiểu gì lại để cái đít xe ở đằng sau mà đông xe này để ngược xe các cậu ạ. Đấy, để nè, rồi. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Ôi, xe của em Cam bị lật rồi. Xe của em Cam bị lật ở giữa đường đua rồi. Xe này của bạn Trang chưa đến đích nhưng mà vẫn đi được xa hơn xe của em Cam. Bởi em Cam thua rồi nha. Yeah. Thế là chiếc xe màu đỏ của tớ đã giành chiến thắng rồi. Chơi xong rồi, mình sẽ gấp gọn cái xe này vào. Được rồi em Cam, chờ anh gấp gọn vào đã. Sau đó mình sẽ nhét cái chiếc xe nhỏ nhỏ này lên cậu ơi. Đấy, đây là chuồng của những chiếc xe em này. Em Cam nhét xe lên đi. Em lấy thêm màu này. Đây, chị sẽ cho chiếc xe màu xanh của chị lên đây. Em cần cái thêm màu này mà. Màu nào cũng được, bây giờ cho các xe đi ngủ đi thôi. Nào, cho xe lên chuồng đi ngủ nào. Here we go. Em quên cái này. Cái này á. Em Cam thử bóc ra xem nào. Wow. Một miếng dán sticker cậu ơi, hình như là để dán vào đây. Còn cái này hình như là cái huy hiệu đây này, lúc đầu tớ bảo là nó sẽ gắn ở đây này. Được không? Chặt quá. Đó, đúng là có lỗ rồi đấy nhưng mà hơi chặt thôi. À được rồi cậu ơi. Được rồi. Rồi cái này em bóc đi. Không, em bóc cái phần đen đen này của nó cơ. À cái này trông nó như là một cái tay cầm ấy cậu ơi. Mình có thể cầm cái này và mang chiếc xe đi chơi như một chiếc vali ấy. Em Cam bóc được chưa? Đây chị hỗ trợ cho. Đây chúng mình sẽ lấy cái hình tam giác này thôi nhá. Xong sau đó là dán vào đây. À, dán vào đây này Cam ơi. Đấy, xem em Cam có biết dán không nào. Bé. Bé như này thì em Cam không dán được đâu. Cái này đòi hỏi sự tinh tế và khéo léo cơ. Đây. Chị khéo. Đây này. Đấy, được luôn rồi. Wow, em Cam mua chiếc xe này đẹp thật đấy.